Những ngày qua, dư luận bức xúc phẫn nộ trước việc hai hiệp sĩ đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh phải bỏ mạng trong quá trình truy đuổi nghi can trộm xe SH. Bàng hoàng xót xa là cảm xúc khi công chúng đọc được những thông tin liên quan đến vụ việc này. Tôi rất là tiếc và đồng cảm với những hiệp sĩ đã thiệt mạng tại vụ việc vừa rồi, cũng như là những hiệp sĩ đang bị thương. Thì thực sự là với những người dân như chúng tôi thì rất cảm ơn những cái hiệp sĩ. Tôi thấy rằng là với tinh thần của năm hiệp sĩ như thế là quá tốt. Nếu mà người dân tất cả đều như nhau thì tội phạm nó không thể hoạt động được một cách manh động như thế. Các chuyên gia tội phạm học cho rằng, từ những vụ án đau lòng này, gióng lên hồi chuông về hành lang pháp lý cũng như sự an toàn của các nhóm hiệp sĩ đường phố. Nên hay không nên để mô hình này tồn tại? Nếu để mô hình này tồn tại thì cần có biện pháp quản lý như thế nào? Đó là những câu hỏi dư luận đặt ra hiện nay để đảm bảo an toàn cho bản thân các hiệp sĩ. Trong mọi trường hợp, nếu như anh chỉ là câu lạc bộ phòng chống tội phạm, thành viên người hiệp sĩ, anh không được đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực đó, vậy thì liệu chúng ta trao công cụ vào những tay những người này có để xảy ra tình trạng oan sai hay là lạm quyền hay không? Vậy thì có chăng chỉ lên hỗ trợ những cái gọi là thiết bị công cụ bảo vệ, chứ không phải công cụ hỗ trợ theo một cách đơn thuần như pháp luật chúng ta đang quy định. Để chấn áp tội phạm trên đường phố, năm 2011, Công an thành phố Hà Nội thành lập lực lượng 141 với sự tham gia của cả Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động, Cục Cảnh sát Giao thông. Lực lượng này không chỉ hỗ trợ rất tốt công tác chấn áp tội phạm, mà còn góp phần gìn giữ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tổ 141 này đã ngoài cái xử lý đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông ra, thì đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giao thông cũng như quần chúng nhân dân trên các địa bàn thành phố hiểu rõ hơn về các lực lượng công an tham gia đảm bảo an ninh trên địa bàn thành phố. Nhìn từ mô hình 141 của Công an thành phố Hà Nội, sau khoảng 7 năm thành lập hoạt động tại Hà Nội, có thể nói mô hình tổ công tác 141 đã cho thấy hiệu quả rõ rệt và đang dần trở thành một phần trong thương hiệu về sức mạnh của Công an thành phố Hà Nội. Vậy liệu chăng mô hình này có phù hợp và có thể áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh khi đây được coi là điểm nóng về nạn cướp giật đường phố? Thành lập ngay các tổ công tác đặc biệt giống như Hà Nội để tạo thành một cái thế trận đan xen giữa lực lượng chính quy và người dân trong việc là phát hiện, phòng ngừa, chấn áp tội phạm. Trước tình hình tội phạm đường phố hoành hành trắng trợn với những vụ việc nghiêm trọng như hiện nay, câu hỏi đặt ra là nên chăng thành phố Hồ Chí Minh nên áp dụng mô hình 141 của Công an thành phố Hà Nội để tạo ra quả đấm thép bảo vệ cuộc sống thanh bình cho người dân ở thành phố mang tên Bác.